Mời chị. Dạ cảm ơn. Sao chị? Xin anh cứu giúp cho tôi. Tôi rất sốc khi phát hiện cháu đã sử dụng ma túy. Xin các anh đừng bắt con tôi đi trại cai nghiện. Chị bình tĩnh đi. Xin các anh cho tôi bảo lãnh cháu về nhà, cho tôi cai nghiện cháu tại nhà, được không hả anh? Tất nhiên là được. Nhưng mà chị phải đợi chúng tôi hoàn tất xong phần xét nghiệm và lấy lời khai. Nếu như cậu ấy không có liên quan tới đường dây cung cấp ma túy, chúng tôi sẽ đồng ý để cho gia đình bảo lãnh cậu ấy về. Nhưng gia đình phải chịu trách nhiệm về việc cai nghiện của cậu ấy. Dạ dạ, rất cảm ơn anh. Dạ, vậy tôi xin phép. Dạ. Cái ghế trầm thường, cũ kỹ, bỗng quá ngai vàng vì hơi nóng của em. Anh đu đưa trên thân phận cũ mà ngỡ mình là anh vua. Ủa? Em. Em xin lỗi anh nha. Tại vì em tới mà không có gọi trước. Tại em vui quá. Có chuyện gì mà vui vậy em? Thì tập thơ của anh đó. Vậy à? Anh biết không, bạn của em đứa nào cũng thích hết trơn á. Nè, 20 cuốn, em bán được 19 cuốn, thu được nhiều tiền lắm, anh cầm giùm em nha. Ừ. Ai làm vậy? Thôi, em đem về trả lại cho bạn bè của em đi ha? Thôi, anh cầm đi. Thôi, anh đã nói thôi mà. Cầm giùm em đi mà. Thôi, cầm giùm em đi. Em đem về đi. Anh cầm đi ha. Em làm khỉ quá. Thôi thôi thôi, em ngồi xuống đây. Ngồi đi em. Đây, anh có làm một bài thơ để dành tặng cho em. Anh có ghi rõ là tặng Thủy Cơ nè. Anh sẽ in nó trên cái trang đẹp nhất của tạp chí Kỳ này. Thiệt không anh? Bây giờ em nghe nha. Cái ghế anh ngồi suốt mùa đông, mùa hạ, suốt thời trai trẻ, cũng chỉ là cái ghế. Cái ghế anh tiếp văn nhân, bác học và đủ các loại quan, cũng chỉ là chỗ ngồi. Cái ghế tầm thường và cũ kỹ, bỗng quá ngai vàng vì hơi nóng của em. Tiếp nè. Hay quá, hay quá. Anh đu đưa trên thân phận cũ mà ngỡ mình là vua. Hay không? Hay, dạ hay quá. Ủa hết rồi anh? Ừ, hết rồi. Trời ơi, thơ anh hay quá. Vậy xúc động quá trời luôn. Tìm anh đập thình thịch nè anh. Đâu đâu? Nè. Đâu? Thấy đâu không? Để anh để anh nghe coi. Anh giúp em một chuyện được không? Gì chị em? Thì ông chú của em ở bên công ty của em á. Ôi cái thằng đó hả? Cho người mang hai chai Mattel XO cột chung với cái bao 5 triệu đồng. Anh thì thèm gì cái đó. Nó có 10 cái gọi là khảo cứu nhăn củi. Nó cứ xào qua xào lại, in tới in lui thành 12 cái đầu sách. Thứ ấy hả? Có văn gì đâu mà xét. Anh này, anh sao anh đì chú em quá vậy? Cái thằng đó chán lắm em ơi. Anh à, anh, hay anh xét em bù đi. Hả? Vậy hả? Vậy anh xem nào. Tuyết ơi, chị Tuyết. Chị Tuyết ơi, chị Tuyết. Chuyện gì? Chị, xuống đây em nói chị nghe cái này nè. Lẹ đi trời ơi. Có chuyện gì? Chị xuống đây, có dự án này ngon lắm. Chị ngồi đi. Em mới tìm được một lô đất khoảng 1.200 m² ngay thung lũng. Nếu á mà mình đầu tư ở đây á, thì chỗ này em tính sẽ để xe máy. Còn ở đây á, mình sẽ để xe ô tô. Khu vực của tụi nó sẽ là ở đây. Còn ở đằng trước á, mình sẽ ngụy trang bằng một quán cà phê, kiêm luôn bán thức ăn. Còn ở đằng trước á,
em sẽ ngụy trang bằng một cái bảng nhận giữ xe tháng, để phòng khi á quán không có khách nhưng mà bãi xe vẫn đông. Chị thấy sao? Trước mắt á, mày phải coi địa bàn đó ai quản lý. Dạ. Rồi ước tính thu chi hàng tháng ra sao. Dạ. Giá cả thuê mặt bằng như thế nào. Rồi còn tổng chi phí đầu tư, thời gian xây dựng, phải tính toán hết mới quyết định được. Dạ dạ, chị yên tâm, cái đó em sẽ làm liền. Em còn tính á, kêu thằng Long gặp mấy cái đám đá gà lẻ tẻ, kéo nó về đây làm cho mình. Từ từ, đừng có nóng vội. Dạ. Mời em. Chúc mừng anh đã trở thành một nhà văn lớn. Tất cả là nhờ công của em đó. Mà nè, anh hỏi thiệt, em làm cách nào mà cái lão già khó chịu đó lại đồng ý ký tên vậy? Tại vì em nghĩ đối với một người làm thơ và viết văn, điều quan trọng nhất đối với họ là tác phẩm của mình được người khác trân trọng và thưởng thức bằng tất cả sự ngưỡng mộ. À, em nói có lý đó, rất là chính xác. Đây, cùng ly một lần nữa. Em để giúp anh trở thành nhà văn thì anh phải có trách nhiệm với em. Kể từ tuần sau, em sẽ thay thế của Bích Thủy để làm chương trình lớn của công ty. Đồng ý không? Đâu có được anh. Chị Thục vừa có bằng thạc sĩ, chị Quyên thì có 4 bằng đại học, còn chị Hoa thì nói tiếng Anh, tiếng Tàu như gió. Em thấy mấy chị ấy xứng đáng hơn em. Ôi, cái đám ngỗng già đó mà lên tivi, tội nghiệp khán giả lắm. Hơn nữa, hồi anh xin đài làm cái chương trình này, bọn chúng hợp lại với nhau rồi bày trò làm đơn kháng nghị, phản đối anh. Anh chưa tính sổ với bọn chúng là nhân ái lắm đó. Với hệ thống thiết bị đồng bộ và đầy đủ để đáp ứng yêu cầu tỷ lệ phòng thực tập cũng như phòng thí nghiệm của nhà trường đạt chuẩn quốc tế, Trường Thương mại Việt Úc Việt Nam Australia Trade International School, được gọi tắt là VITIS, với những điều kiện học tập và thực hành ngay tại trường và mối quan hệ với nhiều công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước, sẽ giúp các học sinh có được một việc làm vững chắc. Bạn biết tin gì chưa? Nghe nói cái con thủy cơ sẽ lên sóng vào chương trình mới, bắt đầu từ tuần sau đó. À, hay là mình tố cáo chuyện trước đây của nó? Chưa được đâu. Mình mà tố cáo không khéo là ông khang cho mình lên đường chứ không phải là nó. Ừ, nếu vậy thì bây giờ mình tính sao? Hãy đợi đó. Ý, sếp tới. Dạ chào sếp. À, cho trường Việt Nam Australia Trade International School do giáo sư tiến sĩ Michael Christian, hiệu trưởng và nhóm giáo viên nổi tiếng của trường Austin Australia, đã và đang khẳng định được tầm vóc của mình trong việc giáo dục mang tính chuyên môn với đẳng cấp quốc tế. Giọng tốt quá ha anh. Giọng đọc biểu cảm tốt đó. Được rồi đó em, ao đi. Cho anh nghe lại đi em. Với hệ thống thiết bị đồng bộ và đầy đủ để đáp ứng yêu cầu tỷ lệ phòng thực tập cũng như phòng thí nghiệm của nhà trường đạt chuẩn quốc tế. Được rồi đó. Em chào sếp. Chào. Cảm ơn sếp đã quan tâm. À, em đọc như vậy có được không anh? À, anh thấy được đấy chứ hả? Dạ được, dạ. Tốt đó sếp. Đúng rồi mọi người. À, nhưng mà nè, anh thấy một số từ tiếng Anh phát âm chưa có được chuẩn lắm. Vậy mình phải làm sao sếp? Dạ. À, bây giờ tôi đề nghị là mình nên việt hóa luôn mấy từ tiếng Anh đó đi. Dạ được anh. Dạ dạ. Vậy ha. Ráng dạ, làm tiếp dạ, ha. Sếp. Dạ, em cảm ơn sếp. Thủy cơ, em về cố gắng soi gương, luyện thêm về khẩu hình nha. Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn anh. Vậy tiếp tục đi. Mình dạ, coi lại nha em. Dạ. Em xin phép mọi người. Chị. Dạ. Có cần chỉnh gì nữa không anh? Đừng có chỉnh gì nữa hết. Linh nghe
nè Thủy Cơ. Alo, Đăng Linh hả? Đang ở đâu vậy? Chào Thủy Cơ. À, chào anh. Hôm nay người đẹp muốn lựa màu nào nè? Thủy Cơ lựa cái màu nào á mà đừng giống cái bà bởi cái màu sớ như sợ mà quê ơi là quê. Kỳ quá. Ê, đuôi hả? Hai đứa vô mà chào có người là sao? Đâu có đâu. Tại lu su bu quá nên quên chào mà. Quên gì? Thôi. Chết hả? Dê tôi hả? Ê. Quỷ. Anh Huy, em không còn dẫn chương trình thời tiết nữa. Tuần sau em bắt đầu làm chương trình mới luôn, cho nên anh Huy tư vấn cho em đi. Ừ, được rồi. Để Huy sẽ làm stylist cho em. Huy sẽ nhờ báo chí viết bài cho em nữa. Dạ. Chỉ cần á em nhắc đến Huy trong bài báo là được rồi. Chỉ cần nhắc báo chí, đừng ghi thiếu tên Huy là Huy không lấy tiền đâu. Để chuyện đó tính sau đi nha. Em chỉ muốn làm như trước đây thôi. Ừ, vậy cũng được. Vậy khi nào em cần á, cứ gọi cho Huy. Dạ, em cảm ơn anh. Đoan Linh, sao? Thấy sao? Ồ, chào bà chị. Chào hai anh. Bà chị dạo này kinh doanh chắc khấm khá lắm hả? Dạ, cũng tạm tạm ạ. Mời hai anh. Hai anh có dùng gì không ạ? À, thôi được rồi, cảm ơn em. Em. Dạ. Lấy cho chị hai cái voucher. Dạ. Tình hình công việc thì được sự giúp đỡ và chiếu cố của hai anh, nên công việc khá thuận lợi. À, bên em đang có chương trình khuyến mãi hay lắm, để em tặng hai anh nha. Dạ, cảm ơn. Đưa cho chị. Dạ, đây là hai cái thẻ VIP. Khi nào hai anh có thời gian thì đến đây massage thư giãn à. Ừ, tốt quá. Bà chị chu đáo quá. Tình hình kinh doanh có khó khăn gì á, bà chị cứ gọi cho tôi. Cảm ơn hai anh. Không dạ. Có gì. Ông ơi, dậy nghe điện thoại giùm tôi một cái. Tôi đang lặt rau. Ông, dậy nghe điện thoại giùm tôi một chút. Tôi bắt làm bếp nè. Hả? Ông, dậy nghe điện thoại đi. Tôi đang bận mà. Kệ bà nó đi. Alo. Thủy Cơ hả con? Mẹ khỏe. Ba con đang xỉn, nằm ngủ ngoài kia kìa. Ông là hết thuốc chữa rồi con ơi. Ờ, dạ con. Sắp tới chương trình lớn hơn trước gia con. Để mẹ nói với hàng xóm. Tới giờ đó thì mở xem tivi để chờ con. Mà nè, con. Thủy Cơ à. Con có tiền không? Gửi về cho má một ít đi. Má đau lưng quá. Mà ba con á, suốt ngày say xỉn, cúng bái. Mà nếu không có con á, má không biết phải làm sao đâu con. Ừ. À, được rồi con. Vậy nha. À, mời vào. Chuyện gì vậy em? Anh coi duyệt chương trình này giùm em. À, để anh coi. Thủy Cơ nè. Dạ. Em có chuyện gì hả? Dạ đâu có gì đâu sếp. Nhìn mắt em là anh biết có chuyện đó. Nói cho anh nghe. Dạ. Chuyện là má em. À. Anh biết rồi. Là chuyện mẹ em kêu em gửi tiền đúng không? Dạ. Thủy Cơ, em yên tâm đi. Anh sẽ cố gắng gửi tiền cho em trong ngày hôm nay.
Em cảm ơn anh. Hi, chúc mừng mọi người. Ê, có thông báo nè. Bắt đầu từ tối mai á, Thủy Cơ sẽ xuất hiện trên truyền hình trong một chương trình rất là đặc biệt. Kế đó. Ê, thái độ gì vậy hả? Nè, về gác ta lên trán mà suy nghĩ đi. Có mình ăn ở làm sao ha? Ngồi đó biểu môi chê người ta. Ê, Đoan Linh. Nói chuyện với ai mà ê vậy? Đoan Linh, công nhận nhỏ Thủy Cơ có phước thiệt đó. Hả? Phước cái gì mà phước? Chẳng qua là gặp ông đại gia rồi mới được cái này cái nọ. Có ngày á bị tài axit không chừng á. Chị em với nhau mà sao mở miệng ra độc địa quá vậy hả? Anh Sơn. Tiểu Anh đâu? Nghĩ nữa hả? Em cũng không biết nữa. Ủa? Mà sao anh quan tâm tới Tiểu Anh quá vậy? Đừng có nói là yêu Tiểu Anh rồi nha. Con người ta mới vô nghề à. Má cũng hả má? Bữa sau ha ha, nói bậy bậy tao dễ chát trong mặt ha ha ha. Cơm nước xong rồi cả nhà xuống ăn cơm nè. Bin ơi. Bin ơi Bin. Dạ. Xuống ăn cơm con. Dạ. Ăn cơm. Ui cha, ui cha. Dạ, con trai của ba nặng quá ta. Sao rồi con? Tình hình học tập của con có gì đặc biệt không? Không có gì đặc biệt hết ba. Con vẫn đứng đầu lớp. Nhưng ba biết không? Hôm trước hai bạn gái lớp con bị hai bạn trai lớp khác phá. Con và các bạn trai lớp con đã binh vực và bảo vệ hai bạn ấy. Vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, con trai của ba biết yêu thương và bảo vệ bạn bè quá ta. Giỏi quá. Con là siêu nhân. Ba biết. Nhưng con yêu ba mẹ nhất. Ba mẹ cũng yêu Bin nhất luôn. Thôi hai cha con ra ăn cơm. Dạ. Đi ăn cơm. Dựng lại chân dung của Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938. Chính cách tài năng của thế kỷ 20. Em nhớ cô này hồi trước đâu có dẫn chương trình này ta. Ừ đúng rồi. Cô này lần thứ nhất. Anh quen cổ hả? Sau khi đế chế Ottoman thất bại. Đâu có. Ông đã tổ chức anh nhớ là có thấy một vài lần ở trên TV. Thời năm 1920 khi 39 tuổi. Tuyên bố ăn cơm em. Độc lập năm 1923. Thôi, mình đi ăn cơm. Đi con. Và tiếp tục lãnh đạo đất nước đến khi mất vào năm 1938. Bin ngồi đâu? 18 dạ đây. Tiến hành cải cách chính trị, kinh tế và văn hóa nhằm biến đế quốc Ottoman thành một nhà nước hiện đại. Rồi, đưa chén cho mẹ nè. Chút xíu để ca ra giờ. Đại ca ra kìa. Tôi đi ra quán. Dạo này ông chải chuốt thơm tho dữ vậy sao? Mình già rồi, mình phải làm cho nó trẻ trung chứ. Hay quá ha. Ê,
Đại ca tính sao với băng hùng rồi? Sắp tới nó khai trương cái quán mới. Để tụi nó. Nhưng mà cái quán mới của nó rất cần cái điểm của mình. Đại ca. Mày biết thằng này không? Dạ, cái thằng mặc áo trắng chính là Hùng Rô đó đại ca. Cứ theo dõi nó đi. Dạ, em biết rồi đại ca. Dạ. Tiền em ơi. Mẹ nó, bữa nay xui quá. Thua mấy chục ngàn. Nghe nói anh cần 3.000 đô. Đúng rồi, tao cần tiền gấp. Rồi, bây giờ có tiền rồi đó. Vào phòng đánh tiếp đi. Tao về trước. Mày đi em. Đủ rồi. Đi. Đi em. Chết mẹ mày cho mày. Mẹ mày thôi đi. Đi. Má của hai nút à. Ờ, bảy nút, ăn tiền. Ê, bỏ tay xuống. Tao chín nút. Mẹ. Lúc tôi về, nó còn giờ người bám theo tao nữa chứ. Nó tưởng tao không biết hả? Vậy là cái thằng cha tắm beo đó định theo đại ca hả? Không, đàn em của nó thôi. Nó đâu có dạy gì mà lòi mặt ra. Vậy giờ đại ca tính sao? Giờ tao thả mồi cho con cáo chạy ra khỏi hang cái đã. Chị Tuyết ơi,
Chị Tuyết. Chị, đây là anh Hùng, chủ một vài quán bar, có kinh nghiệm làm trường gà, cho nên em muốn giới thiệu với chị á. Anh Hùng, đây là chị Tuyết, chị của em. Chào anh. Nghe danh mà chị xinh đẹp đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp. Mời anh ngồi. Nè chị, chị xem thử đi, em làm xong hết rồi đó. Cũng may là có anh Hùng tư vấn. Lát chị coi. Ờ, tôi có kinh nghiệm vô này, chị cứ yên tâm. Tôi đây vẫn có thể góp phần hồn với chị, nhưng mà nếu chị không thích, tôi cũng sẽ tư vấn cho chị. Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh. Nè, chỗ này em làm sai nè, em coi lại đi. Ở chỗ nào chị? Chỗ này hả? Ừ. Nè, coi cái kỹ đó. Rồi, đó, thấy sếp không? Ơi, coi giùm em. Rồi, em hiểu rồi. Sửa vậy được không chị? Ừ, làm lại đi rồi đưa cho chị coi ha. Làm cho chính dạ xác rồi, đó nha rồi. Sai là bị la đó. Chị nhớ nè, cao. Chỗ này nè, thấy không? Dạ rồi. À, ừ. Đi. Mẹ, có chuyện gì không vậy mẹ? Con trai cưng của mẹ, sao nghe giọng con mệt mỏi quá vậy? Con có bệnh gì không? Mẹ, con lớn rồi. Mẹ làm như con là con nít á. Có chuyện gì không vậy mẹ? Mẹ định hỏi con á, là có cần mẹ gọi điện cho bạn của mẹ là kiến trúc sư để giúp con không? Hình như là sắp tới á, là con phải trình bày bản thiết kế đó trước hội đồng quản trị rồi phải không? Thôi mẹ à, mẹ cứ làm như vậy đến bao giờ con mới lớn được? Có chuyện gì vậy bà? Trời, chán đời quá. Chiều nay đi nhậu đi. Đi uống rượu nóng, ăn hộp vịt lộn xả xui đi. Cái gì vậy chị yêu? Từ ngày người đẹp vào cơ quan này, mọi xui xẻo nó ập hết lên đầu tôi à. Chào mọi người. Chào anh. Chào anh. Hi. Bà làm như con mình bà bị rớt chức vậy đó. Bà đừng có đụng chạm vào nỗi đau của tôi nha. Thì người ta sắc nước hương trời, điện nước ngồn ngộn vậy mà. Thì đó. Trời, mấy em làm gì bi quan quá vậy? Mấy em á hiện lâu rồi, giờ để cho ta lên chút đi chứ. Nè, anh đừng có nói với em là anh thích người đẹp đó nha. Coi chừng bị mất chức đó. Trời, phải không vậy? Nghi lắm đó nha. Tôi cũng nghi ông lắm đó. Ông thích người ta phải không? Ờ, thôi. Cho anh hai chữ bình yên đi. Ông xạo lắm á. Ừ. Chào mọi người. Chào em. Ủa, hôm nay có chuyện gì vui hả? Mọi người định bàn đi nhậu đó em. Vậy á hả? Vậy khi nào đi? Cho em đi ké với. Tụi em chỉ ngồi dĩa hè thôi à. Em sợ nó không có hợp với người vừa đẹp vừa sang như chị đâu. Trời ơi, Thủy Cơ ngồi dĩa hè từ lúc còn nhỏ rồi. Thôi, mọi người chỉ bàn thôi chứ không có đi đâu. Thôi lo làm việc đi. Để ông thôi có người mét là mất chức cả đám đó. Đúng rồi đó. Mới ăn xong sao nghỉ ngơi mà làm việc liền vậy con? Dạ. Yeah.
con uống miếng nước dâu cho khỏe. Con cảm ơn mẹ. Cái vụ thiết kế con không cần mẹ giúp thiệt à? Mẹ cứ để mặc con đi. Mẹ ơi, mở cửa cho con. Hạnh nó tới tìm con kìa. Mẹ ơi, con đây. Con ra mở cửa cho Phương Hạnh đi. Mẹ, mẹ nói với cổ con lên phòng tắm rồi nha. Nè. Xuất thân từ một sĩ quan quân đội, Atatürk được biết đến với tài nghệ siêu việt trong Thế chiến lần thứ nhất. Sau khi đế chế Ottoman thất bại, ông đã tổ chức và lãnh đạo phong trào dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ. Ông thành lập quốc hội lâm thời năm 1920, khi 39 tuổi. Tuyên bố quốc gia độc lập năm 1923 và tiếp tục lãnh đạo đất nước đến khi mất vào năm 1938. Thủy Cơ múa hay, dễ thương và quyến rũ nữa. 18 năm cầm quyền, Atatürk tiến hành cải cách chính trị, kinh tế và văn hóa nhằm biến đế quốc Ottoman thành một nhà nước hiện đại. Những nguyên tắc của cải cách Atatürk được biết đến với tên sao? Gọi chủ nghĩa cam. Một chút. Em xuống trước đi, anh xuống liền bây giờ. Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng dương lịch. Chẳng lẽ em không vô phòng anh được sao? Sử dụng các chữ cái Latin. Em xuống trước đi, anh xuống liền bây giờ mà. Và tham gia công quyền. Em định tối nay cho mấy đứa tới thăm quán mới của thằng Hùng Rô. Anh thấy sao anh? Mày biết phải làm gì rồi. Dạ, anh yên tâm. Chẳng qua là hôm nay tôi muốn gặp để cảm ơn anh em đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Đặc biệt em xin cảm ơn anh ba đã lo cho em cô ta để mở quán bar này. Cảm ơn anh năm luôn đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em. Ơn của hai anh em sẽ không bao giờ quên. Thôi ơn nghĩa gì không biết, khách sáo quá. Vô đi, xin mời cạn ly nha. 1, 2, 3.
mọi người chơi vui vẻ nha. Tiếp đãi mấy anh nha tụi em. Dạ. Ôi. Em mang mấy em nó tới giúp vui cho các anh. Bây giờ em gửi các em nó ở đây. Anh thích cô nào thì cứ chọn. Anh cứ vui chơi thoải mái. Cần cái gì thì nói em hả? Mấy em này thì khỏi chê, anh đừng lo. Ok. Anh Hùng, em cho các em nó vào luôn nha. Được rồi, còn chơi gì nữa. Chào coi, mấy em lên nha. Tụi mày làm tốt lắm. Có đứa nào bị thương không? Trời ơi, sao bị được đại ca? Tụi em á hả? Diễn tốt lắm. À, ui da, à, chỉ có điều thằng gấu lé ngậm qua nó quýnh em cái tay, giờ còn đau á đại ca. Mẹ nó. Trang. Trang. Anh. Em tưởng anh bận cho nên em về luôn. Thì hồi chiều em nói xe em bị hư. Anh sợ là anh bận quá về không kịp. Nhưng mà anh em trong cơ quan nhường anh một suất về sớm để mà đón vợ. Em biết giờ này anh bận mà. À, sau mỗi mùa bóng đá tội phạm càng ngày càng tăng. Em muốn ăn gì? Hôm nay anh muốn ăn cái gì? Anh muốn ăn ai? Anh đó nha. Anh được có quên đang là công an đó nghe chưa. Ủa mà là cảnh sát thì không được quyền ăn vợ mình hả? Anh thiệt. Ủa con có gọi điện cho anh không? Hồi nãy Bin có gọi điện cho em. Nó khoe là được theo cậu Út hái cà phê. Lâu lâu được về quê nó thích lắm. Vậy hả? Mình đi ăn nha. Ừ. Hay là anh bố trí cho người khác thay thế em lên hình đi. Em thật sự mệt mỏi với sự ganh ghét này lắm rồi. Em chỉ muốn được sống và làm việc một cách yên ổn thôi. Nhưng mà là có chuyện gì? Thì anh cũng biết rồi đó. Các chị trong công ty có ai thích em đâu. Họ không thích em thì thôi, mà bây giờ còn nói thẳng trước mặt em nữa. Tưởng chuyện gì. Em hơi sức đâu mà quan tâm tới mấy cái bà già đó. Thói ghen ăn tức ở là lẽ thường của cuộc đời mà. Yên tâm đi.
cho bao nhiêu bước chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng. À. Cho bao nhiêu đắm say đêm nay mong anh đừng vỡ tan. Thoát xa là thành thang, chút hết đi lòng hoang nè, mang. Mới giờ này mà rượu bia rồi hả gái? Sao? Đăng Linh. Mấy hôm nay có thấy Tâm Bèo tới quán mình không? Hỏi chi vậy? Nè, đừng có nói với tôi là yêu người ta rồi nghe. Không, Tiểu Anh muốn lấy tất cả những gì thuộc về mình. Gì vậy Tiểu Anh? Gì thuộc về mình? Nói năng hiểu chết liền luôn á. Khùng quá. Thôi, nằm nghỉ một tí đi. Say mong mây đừng vỡ ta. Thôi, nằm ngủ một tí đi.